ABS là một cái cứu cánh ở mọi tình huống nguy hiểm. Nó gần như là nó sẽ cứu bạn được tới 99% số pha xử lý mà khi chúng ta bớt thắng gấp. Nếu mà mua thôi lỡ mua lần hai chiếc tặng cho anh chiếc mượn chạy thử đi trời. Hello mọi người, trời ơi, quá lâu rồi mới được lên hình trò chuyện với mọi người, bởi vì tình hình dịch bệnh ở chỗ Sang vẫn còn phức tạp, vẫn phải ở trong nhà để giãn cách, chưa thể ra ngoài đường thực hiện bất kỳ hoạt động nào ngoài trời cả. Kể cả việc mình mượn xe, chạy thử xe hoặc review xe cũng vậy. Vậy nên thì hôm nay Sang sẽ làm một cái video thuộc cái định dạng cũng khá là mới, đó là chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ở nhà chia sẻ, bàn luận và review về một mẫu xe bằng hình thức online thôi. Nghe nó hơi buồn nhưng bù lại hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Sang tin chắc là khi mà trò chuyện với vị khách này thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy vô cùng thú vị, cũng như là sẽ tiếp thêm được cái lửa đam mê trong những cái ngày dịch mà khá là buồn như này. Khách mời của chúng ta hôm nay là một người có cái kiến thức về xe rất là vững, có sự hiểu biết về máy móc, về động cơ của xe máy và xe mô tô, phải gọi là thợ, thường anh em chúng ta hay gọi là thợ máy đó. Thì không ai xa lạ đó chính là anh kỹ sư hẻm, anh Tuấn. Bây giờ thì Sang sẽ bắt đầu kết nối video với anh Tuấn để chúng ta cùng nhau trò chuyện và chia sẻ về một mẫu xe mà hai anh em sẽ đề cập tới trong phần sau video. Hello Sang. Hôm nay dịch mà hai anh em mình còn gọi nói chuyện được với nhau là coi như là quá vui, quá an toàn rồi. Tuyệt vời. Mấy nay gia đình khỏe anh? Mấy nay gia đình anh vẫn khỏe, vẫn bình thường. Và nói chung là ở nhà anh cũng kỹ lắm. Hy vọng là Sang với mọi người cũng sẽ kỹ như anh để mà mình có thể vượt qua được cái mùa dịch này. Em đang với anh đang trên một cái ghi hình video của anh. Thì mình sẽ chia sẻ mẫu xe mà bây giờ chắc em sẽ tiết lộ với mọi người cùng với anh là mẫu xe hôm nay nên hai anh em mình chia sẻ là mẫu xe gì luôn ha. Ok, anh cũng đang xem thử cái bữa nay Sang không biết tìm mình là muốn chia sẻ cái mẫu xe nào. Anh đang nghe là có mấy cái mẫu xe nó rất là hot trong cái mùa này mà tại bây giờ mình không thể nào mình đi xem được. Nhưng mà anh nghĩ là với những cái mẫu xe đó mà nếu mà Sang có thông tin thì anh với em sẽ cùng phân tích về chiếc xe đó thử xem. À, thì nó cũng là xe tay ga, nó cũng hot giống như là chiếc xe tay ga mới ra gần đây anh. Nhưng mà nó ra trước đây rồi. Thì chiếc xe mà em nhắc tới là chiếc Honda E-Blade đời 2021 anh Tuấn. E-Blade 2021 luôn. Thì em không biết là anh Tuấn có từng thử qua cái chiếc E-Blade 2021 cho anh hay mình chạy thử hay là có mua sử dụng ở nhà chưa anh? Với mà cái mẫu 2021 thì anh là chưa từng được chạy thử. Nhưng mà với những cái mẫu 2020 và những cái mẫu trở về trước đó thì nói thiệt là trong cuộc đời mà làm xe với sửa xe của anh thì ngoài cái số lượng xe khách hàng đem tới xử lý rất là nhiều, kiểu như là độ xe chứ không phải là mình sửa chữa, độ xe nâng cấp, thì anh ngoài ra thì anh cũng còn mua cho mẹ anh một chiếc xe Blade đời 2019. Thì anh á, nếu mà nói thẳng luôn riêng anh á, thì anh vẫn thích là sử dụng con E-Blade 2150 hơn là chiếc Honda SH của anh. Tại vì cái con Honda SH của anh á, nhiều khi nó sẽ là một cái gì đó nó hơi cồng kềnh hơn một tí. Nhưng mà đối với chiếc Honda E-Blade thì nó sẽ rất là gọn nhẹ với anh. Anh có thể chạy được, mẹ cũng có thể chạy được, vợ anh cũng có thể chạy được. Vì vậy nên anh rất là ưa chuộng nó sử dụng trong những cái công việc hàng ngày đi lại. Tại vì nó rất là tiện và gọn. Đấy. Thì anh nghĩ là chúng ta rất là hứng thú, anh cũng đang rất là hứng thú để xem những cái mà chi tiết máy và cụ thể chiếc xe này có những cái gì đổi mới nâng cấp hơn. Thì anh đang rất là hào hứng đợi Sang chia sẻ thêm đây. Để cũng trùng hợp là hai anh em mình đều có điểm chung là đều sử dụng dòng xe lắc này gọi là lâu năm á. Có thâm niên sử dụng xe lắc. Hy vọng là với những cái kinh nghiệm cũng như là với cái trải nghiệm thực tế của bản thân á, thì hai anh em mình hôm nay sẽ có những cái chia sẻ bổ ích để gửi đến khán giả để hiểu hơn về cái dòng xe E-Blade mới này cũng như là có quyết định có thể xuống tiền mua để phục vụ như cái nhu cầu đi làm hoặc là đi học sau khi chúng ta hết dịch. Đầu tiên với dòng xe này em thấy nó có rất là nhiều sự lựa chọn màu sắc phù hợp được hầu như là với tất cả sở thích màu sắc của mỗi người luôn. Màu xanh có, màu đỏ có. Nếu mà nói về màu sắc á thì anh ngắt lời em tí xíu. Nếu mà nói về màu sắc á thì anh là một cái fan mà cũng gọi là thích theo phong thủy. Đó, thì với cái mệnh của anh là một cái mệnh hỏa thì cái màu đỏ của Honda thì không thể nào mà thoát được khỏi tay anh. Tất cả những cái xe mà anh mua từ Honda anh đều mua màu đỏ và nó rất là hợp mạng với anh. Thì anh nghĩ là mọi người khi mua xe cũng sẽ chọn màu, có thể là chọn theo phong thủy của mình để nó phù hợp hơn. Đấy, thì cứ màu đỏ là chứng tỏ tình yêu và cứ màu đỏ là bảo đảm là người ta nghĩ ngay tới xe tay ga của Honda. Và hầu như là tất cả các màu sắc thì đều có một điểm chung mà em nhận thấy là những chiếc xe E-Blade này đều toát lên vẻ lịch lãm anh.
mình có thể sử dụng đi làm được, đi chơi được và hầu như tất cả các mục đích sử dụng luôn. Thậm chí là có thể đi phượt với em, đi lên Đà Lạt cứ mỗi tháng đi vài lần cũng được đó anh. Đúng rồi, trời anh nói thiệt luôn á, nhiều khi á đi xe tay ga đi phượt nó còn khỏe nữa, chạy nó cứ nhẹ nhàng thoải mái, cho nó thiệt anh chạy mấy xe mô tô cũng mệt lắm. Bởi nhiều khi mà nói lần trước anh cũng đã có một cái chuyến đi cũng xa xa đó, đi tới Đà Lạt thì xe tay ga thì chưa, nhưng mà anh đi một phát một ra Phan Thiết cũng bằng xe tay ga là cũng nhẹ nhàng, cũng trên chiếc Honda Airblade của mình thôi. À, với các phiên bản khác nhau thì nó cũng sẽ có mức giá chênh lệch. Bởi vì vậy thì em sẽ để cái link chi tiết của dòng xe này ở phía dưới, comment phía dưới để mọi người sẽ vào và xem rõ hơn anh ha. Tại vì hôm nay thì chúng ta cũng không có được ngồi, được sờ chạm vô cái mẫu xe trực tiếp bên ngoài, thì chắc là khán giả cũng như là em cũng đang khá là thắc mắc nhiều về những cái phần thông số kỹ thuật cũng như là khả năng vận hành của xe. Thì với anh Tuấn là người mà có đã tiếp xúc nhiều với dòng Alex thì không biết anh Tuấn sẽ có những cái đánh giá như thế nào, trước tiên là về ngoại hình trước nha anh. Nếu mà nói với anh á thì toàn bộ các dòng xe Honda Airblade á thì nó có một cái đặc điểm, đó chính là nó không kén độ tuổi chạy. 18 tuổi đủ tuổi lấy bằng chạy vẫn đẹp, vẫn trẻ trung. 25-30 tuổi đi làm chạy vẫn ok. Và tới khi mà có gia đình, có vợ, có con, 40-50 tuổi ba mẹ đi, hoặc thậm chí là ông bà 70-80 tuổi vẫn có thể chạy được. Tại vì cơ bản á là nó gọn, nhẹ và nó dễ sử dụng. Đấy, thì cái như anh thấy là một chiếc Honda Airblade là một cái xe mà nó có ưu điểm, đó chính là ai chạy cũng được. Đó, mà chạy thì cực kỳ êm ái và độ bền đó, thì khỏi nói nếu một chiếc xe Honda Airblade sử dụng 10 năm trời hiện tới bây giờ, thậm chí những chiếc xe mà đời cũ hiện giờ nó còn có giá luôn á, giá nhiều hơn là xe mới. Phải công nhận anh, cái chiếc xe Alex là cái dòng xe tay ga mà em cảm thấy là cái độ bền của nó được chứng minh bằng thời gian. Riêng em thì em đang chạy cái chiếc đời 2010 anh Tuấn, chiếc mà cuối 2009 đầu 2010 có phun xăng, tới giờ thì hầu như là chỉ sửa chữa những cái thứ lặt vặt linh tinh ở bên ngoài như là vỏ xe, ruột xe, rồi phuộc xe do đi phượt nhiều quá nó hư thôi. Rồi máy móc là vẫn chưa hề hấn gì hết anh. Như các bạn thấy trên hình thì ngoại hình của con xe này mình thấy là nó không có nhiều khác biệt so với cái phiên bản đời 2020. Điểm qua thì nó cũng sẽ có một số thay đổi ở tem xe và logo xe. Nhìn nó trẻ trung hơn so với năm ngoái, nhưng về kiểu dáng thì gần như là không có thể thay đổi. Không biết là tại trên hình em nhìn thấy vậy thôi hay là bên ngoài thì nó cũng không có những thay đổi nào rõ rệt hả anh Tuấn? Nếu mà nói về nhìn thấy trên hình á thì nhìn sơ qua thì nó không có khác gì nhiều, ngoại trừ dàn áo nó có một số điểm khác biệt. Thì như em nói thì bây giờ anh sẽ tìm hiểu thêm về cái cải tiến mới về công nghệ đi. Tại vì bây giờ mình không có xe tận mắt, mình cũng khó nhận ra cái sự thay đổi đó, tại vì nó thay đổi ít mà. Thì anh nghĩ năm nay là những cái sự mà thay đổi cải tiến như là về đèn, về cổng sạc trong cốp, và sẽ có rất là nhiều thứ hay ho, thì anh sẽ cùng với em để review với mọi người. Dạ đúng rồi anh, thì mình cũng xem đi vào chi tiết nhiều hơn anh ha. Bắt đầu thì dựa vào trên những cái hình ảnh và những cái thông số ở trên internet này thì em cũng thấy được là cái phần đèn của xe hầu như là phần phía trước phía sau đều sử dụng công nghệ LED hết. Với cái dòng đèn LED này thì nó sẽ sáng hơn cái đèn halogen ngày xưa rất là nhiều. Cái đèn á thì đúng là hiện giờ cái những cái công nghệ đỉnh cao nhất của những chiếc xe mà cao cấp là nhất định phải là sử dụng đèn LED. Tại vì cái đèn LED này bây giờ nó có cái ưu điểm là cái độ sáng nó cao, tiêu thụ điện thì nó thấp. Thì như các em, như mọi người đã biết á, thì cái chuyện mà tiêu thụ điện nó thấp đi, nó giảm đi thì công suất xe nó sẽ mạnh hơn. Cái đó là có nha, cái đó là nghĩa là xe mình điện nó mạnh hơn đó. Và cái thứ hai nữa là những cái bình ắc quy mình sử dụng á, cái độ bền nó sẽ cao hơn. Thì hướng tới những cái dàn đèn LED này để giảm tải điện là cũng để giảm, gọi là tăng độ bền cho cái phần bình ắc quy và tăng được cái sức mạnh. Đó là vì sao mà những cái dòng xe về phía sau này thì cái sức mạnh của nó là sẽ mạnh hơn những đời phía đằng trước luôn đó. Và chưa kể á, một cái hay nữa là đèn LED hiện giờ nó rất là sáng, nó phát nhiệt ít nhưng mà cái độ sáng nó cao hơn. Và ở cái bản đời mới này thì anh nghe thấy là nó còn sáng hơn cả những cái mẫu đời trước đó, vì nó được nâng cấp cái lõi LED bên trong. Với những cái chia sẻ của anh Tuấn thì việc cải tiến về đèn LED nó mang lại một cái hiệu chỉnh và hiệu năng tốt hơn. Còn riêng về mặt thẩm mỹ ở bên ngoài thì em thấy cái dòng Airblade 2021 này nó có một cái kiểu thiết kế đèn LED phía trước khá là ấn tượng anh, nó như là một cái tia sét vậy đó. Mình cứ nghĩ là một cái siêu anh hùng anh, hai cái tia sét
Thì nếu mà đi vào ban đêm thì cái độ nhận diện thương hiệu cũng rất là tốt, anh nhìn phát là biết ngay AB đời mới. Còn về cái đồng hồ thì em thấy trên đây là xe mình 2021 thì sử dụng cái đồng hồ full LCD ha anh. Nó hiển thị hầu như là đầy đủ tất cả những thông tin trên đây nè. Và có một cái smart key, một cái chìa khóa thông minh. Cũng là một cải tiến thú vị anh Tuấn à. Nhưng mà đối với em thì dạ, đối với em thì em xin chia sẻ chút là em có một kỷ niệm cũng khá buồn với smart key. Là cũng một lần mà em đi khoảng đường khoảng 20 km thì em chạy tới nơi em không biết cái smart key em ở đâu hết. Rõ ràng là em nhớ là em bỏ trong túi quần rồi, nhưng mà khi mà tới đó em tắt máy xong và em muốn khởi động lại thì em không tìm thấy smart key của mình đâu. Thế là phải dám gọi về. Dạ thì em gọi cho bạn em chạy về nhà lấy một cái smart key dự phòng anh. Thì đúng là như em nói đó, nói chung là cái smart key á thì anh nghĩ á, nếu mà đối với anh nghĩ á, nó sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn. Tại vì cái chuyện mà lâu lâu em mới để quên cái chìa khóa một tí thì nó chỉ là hơi cực công em tí xíu thôi. Nhưng mà cái lợi ích mà nó mang lại thì đó chính là cái sự an toàn cho chiếc xe của mình. Thà là chúng ta để quên chúng ta lấy về lấy, nhưng mà lỡ mà chẳng hạn chúng ta xài những cái loại chìa thường mà lỡ trộm nó lấy mất, nó dễ lấy mất đi thì nó lại là uổng cả những cái công sức của chúng ta đã có gắn bó kỷ niệm với nó. Vì thế nên anh nghĩ là cái smart key là một cái cực kỳ cần thiết, và hiện giờ nếu mà anh mua xe anh sẽ quan trọng những cái smart key, tại vì cái tiện ích đem lại của nó quá nhiều so với những cái bất tiện. Đấy, bất tiện nó chút xíu à. Đấy, thì anh nghĩ là đối với những trường hợp như em thì tốt nhất là em nên tập luyện thêm thể dục thể thao, để những mà lỡ những khi có như thế thì mình có thể có một dịp mình có thể đẩy xe trở về nhà cũng tuyệt vời mà, mình tập thể dục thể thao mà. Cái đó cũng là cái sơ sức nhỏ của em thôi anh, hiện giờ thì em đã bổ sung thêm cái phụ kiện là cái móc khóa đó, lúc nào cũng gài trên người em, không bao giờ quên được hết trơn á anh Tuấn. Thôi ok, bỏ qua cái chuyện buồn mà nó có vẻ hơi tiếu lâm của em đi, thì chúng ta sẽ quay trở lại với con xe Airblade 2021 này. Thì với cái kích thước của xe Airblade 125cc thì cái chiều dài của xe là 1m870, cái chiều ngang của xe là 687mm và chiều cao nhất của xe là 1m091. Thì với cái con Airblade 150 thì nó gần như vậy, nó chỉ sai lệch một tí xíu là giữa cái con bản 125 á, thì chiều ngang nó 687, còn cái con 150 thì chiều ngang của nó 686, chỉ có 1mm thôi, nó rất là ít. 1mm chắc khoảng được mấy cọng tóc á, thì là khoảng 1mm. Nhưng mà với cái chiều cao tổng của chiếc xe á, thì nó sẽ cao hơn khoảng 2cm là 20mm á. Thì có thể cái chiều cao này là nó có thể sự khác biệt ở một cái chi tiết nào đó, nhưng mà mình chưa có xe nên mình không thể nói được. Nhưng mà với cái chiều cao này thì anh nói thẳng luôn là nó vẫn giữ cái phong cách riêng biệt từ xưa tới giờ, đó chính là phù hợp cho mọi giới. Ngay cả những người mà anh đã từng chứng kiến, có những người chỉ cao khoảng 1m4 cũng có thể là sử dụng xe hoàn hảo, chứ đừng nói đến những người 1m5, 1m6 thì đó là chuyện quá ư là bình thường. Nói chung là chiếc xe này mọi người đều có thể sử dụng, và mình có thể mua về mình sử dụng, hoặc là mình cho bất cứ ai mượn mà mình không phải lo ngại vấn đề về chiều cao hoặc là khó chạy. Dạ, thì với cái chiều cao mà anh Tuấn vừa chia sẻ thì em thấy nó cũng giống như là những cái dòng xe phổ thông khác ở Việt Nam mình. Thì hầu như là cái mọi lứa tuổi đều sử dụng được. Honda thì nổi tiếng là tiết kiệm xăng, và đặc biệt là với những cái dòng xe tay ga như là Honda Blade. Thì ngày xưa giờ chúng ta phải là khẳng định theo thời gian là em dòng xe bền bỉ và tiết kiệm xăng. Thì không biết là với cái mẫu xe Airblade 2021 thì khả năng tiêu thụ nhiên liệu, cũng như là mình nói dễ hiểu hơn, là cái độ tiết kiệm xăng của nó nằm ở mức nào vậy anh Tuấn ha? Nếu mà theo kinh nghiệm của anh mà từ hồi xưa những cái chiếc xe mà anh chạy á, thì anh đã từng chạy cái giống như hồi nãy ngay từ đầu anh đã có nói là anh đã từng tự đi cái tour Phan Thiết, thì với một cái tốc độ điều ga và đi một cái quãng đường dài liên tục á, thì đã có những cái con số mà cực kỳ là tuyệt vời đối với anh. Hồi đó anh chạy 100 cây số mà anh chỉ tốn khoảng 2 lít thôi, thật sự luôn. Và thậm chí có những lúc mà cái đoạn mà anh đi về mà gió mà nó thuận á, anh chạy nó 100 cây số còn dưới 2 lít nữa cơ. Xe Honda mà đưa ra những cái thông số ban đầu về cái tiêu thụ nhiên liệu thì từ xưa tới giờ anh thấy nó rất là đáng tin, vì anh đã kiểm chứng như thế rồi mà. Thì hiện giờ là chiếc xe này nó sử dụng là một cái dung tích bình xăng là 4,4 lít, và mức tiêu hao nhiên liệu mà hãng đưa ra hiện giờ là mẫu 125 phân khói là 1,99 lít, có nghĩa là sắp 2 lít trên 100 cây.
và Airblade bản 150 thì là 2,17 lít trên 100 cây. Thì một số người sẽ hỏi là vậy thì chúng ta nên xài mẫu nào? Thì nếu mà với cái mẫu nào theo như mình lựa chọn thì cái đó phải tùy thuộc vào cách sử dụng của mọi người. Chẳng hạn như ai mà hay thích kiểu như là đi mạnh mẽ, lúc nào cũng vặn mạnh ga các kiểu gì đó thì tốt nhất là nên đi mẫu 150 thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn mẫu 125. Lý do? Tại vì nếu mà bạn đi mẫu 125 mà lúc nào bạn cũng hết ga thì công suất nó đáp ứng không đủ của bạn. Nó phải ga nó vặn quá nhiều thì nó còn tốn xăng hơn là bạn chạy 150 nữa. Vì thế những người nào mà nhìn chạy chỉ đơn giản nhẹ nhàng thì hãy đi mẫu 125, bảo đảm sẽ tiết kiệm xăng. Và những bạn nào mà thích chạy mạnh bạo thì hãy đi mẫu 150, nó sẽ là cái thông số phù hợp nhất cho xăng của chính mình. Thì nói chung là trên cái cơ sở là đại khái là nếu chúng ta đi đường xa và một cái con đường nó đẹp và mướt một điều gan thì 1 lít 50 cây là chuyện bình thường ngay cả với hai dòng xe này. Thật sự là rất là ấn tượng với những cái thông số mà anh Tuấn vừa đề cập đến. Thì em không biết là với cái những cái khác biệt của 125 và 150 vừa rồi anh Tuấn vừa chia sẻ thì ngoài ra thì hai dòng xe này còn có những khác biệt nào khác nữa không anh? Một cái sự khác biệt và đặc biệt của các bản 150 so với 125 là ở cái phanh thắng ABS. Thì ở phía trước đó thì phanh ABS thì dĩ nhiên như mọi người biết rồi, nó sẽ cực kỳ an toàn và hiệu quả với số đông người sử dụng, trẻ già lớn bé gì, nếu mà ít kinh nghiệm sử dụng thì ABS là một cái cứu cánh ở mọi tình huống nguy hiểm. Nó gần như là nó sẽ cứu bạn được tới 99% số pha xử lý mà khi chúng ta bớt thắng gấp đấy. Còn 1% thì dĩ nhiên là nó theo kiểu là xui xẻo người ta đụng mình đấy. Chứ còn mà có ABS mà chạy một cách tự tốn thì không bao giờ mà có thể có tai nạn được đấy. Rồi ngoài cái chuyện đó ra thì trong cấp xe của cái mẫu Airblade 2021 này nó lại có thêm cái sạc USB nữa. Thì đây chính là hai cái điểm mà mình thấy là rất là phù hợp với mọi người. Tại hiện giờ một cái thế kỷ mới, chúng ta đang ở thế kỷ 21 và những cái thiết bị của chúng ta luôn nhất định phải cần nguồn. Thì chính vì lý do chúng ta, cái xe của mình á, nó chuyển hết wireless rồi nên nó sẽ dư điện nhiều hơn để cho mình có thể sử dụng được cả cái những sạc, những cái thiết bị mà không cần phải lo lắng tới cái chuyện mà xe sẽ nhanh hết pin hay vấn đề gì cả. Đó, bởi vậy nên nếu mà chúng ta chọn lựa giữa hai mẫu 125, 150 thì chúng ta phải lựa trên cả cách sử dụng nữa. Nếu mà chỉ đơn thuần là sử dụng chỉ đi lăn quanh dạo phố tốc độ chậm 2-3-40 thì chúng ta có thể lựa mẫu 125. Nhưng mà nếu mà để mà đi xa mạnh mẽ và đi nhiều và muốn an toàn nhiều hơn thì chúng ta nên lựa mẫu 150, thì nó sẽ có phanh ABS và cái sạc USB trong cấp xe của mình đó. Dạ, rõ ràng là cái việc chọn xe nó là cả vấn đề về nhu cầu cá nhân, chúng ta cần những gì và chúng ta sử dụng hàng ngày ra sao. Em chắc có lẽ là em sẽ đề cập thêm một chút xíu về cái phần phanh thắng của dòng xe Airblade này anh. Thì em không biết là trên những cái dòng xe khác của Honda, Taiga khác á, thì nó có cái gọi là cái tính năng này hay không. Nhưng mà trên chiếc Airblade em thấy thì khi mà em bóp phanh bên trái thì tự động nó cũng sẽ lùa cái phanh bên phải vào một chút xíu. Đó là một trong những cái mà rất là hay của Honda, mà nó gọi là combine braking á, có nghĩa là chúng ta chỉ cần bóp một cái thắng bên trái thôi, nó sẽ tự động nó hãm cả trước và sau. Đó cũng là một cái những cái an toàn mà Honda đưa đến cho người sử dụng. Tại vì sẽ có rất là nhiều người mà không kiểm soát được lực thắng, có nghĩa là những cái người mà người ta phụ nữ hay là những người già yếu thì cái phản xạ người ta đầu tiên là người ta sẽ bóp, và đa phần là sẽ bóp phía bên trái. Thì khi mà bóp phía bên trái không thì nếu mà những cái xe thông thường nó chỉ có thắng sau thôi thì nó sẽ không đủ hiệu quả để nó dừng xe lại. Thì với những cái dòng xe Honda sử dụng cái combine braking này, chúng ta bóp một bên trái nhưng mà thắng đều có tác dụng lên cả trước và sau, sẽ giúp cho cái xe nó an toàn hơn rất là nhiều. Vậy nên mình rất là tin tưởng khi mà đưa người già sử dụng chiếc xe, những cái mẫu xe của Honda mà có hệ thống này. Nãy giờ anh em mình cũng chắc có lẽ là chúng ta đã quá cảm tình và có quá nhiều cảm tình tốt với dòng xe Airblade này, nhưng mà có thể là em sẽ đề cập tới một cái điểm yếu hơi nhỏ nhỏ thôi, nó hơi bất cập chút xíu. Đó là, nhưng mà ngược lại nó cũng là cái điểm mạnh luôn nha anh. Đó là cái thiết kế bình xăng ở phía trước xe. Đó, nó nằm ở giữa cái hai cái chân mình á, ngay chỗ bệ để chân anh. Thì em thấy thì cái thiết kế này nó giúp cho xe mình nó cân bằng được tốt, nó đầm chắc xe. Và tránh đàn ông con trai tụi mình thì điều đó quá đã luôn. Khi mình chạy với tốc độ cao thì cái xe nó không có bị sạc gió, ngược gió này nọ thì xe rất là đầm. Nhưng mà với một số chị em phụ nữ mà thường xuyên mặc váy anh Tuấn, mặc váy đi làm công sở rồi đó, thì việc lên xuống xe nó hơi bất tiện chút. Thì
với một cái kiểu mẫu xe thì lúc nào ở một cái mà trang bị lên cho xe thì nó sẽ đều có cái lợi và cái bất tiện. Thì ở cái mẫu mà những cái mẫu xe tay ga mà cái bình xăng mà đặt ngay phía dưới chân á, thì bảo đảm là một cái sự phân bổ trọng lượng trên chiếc xe nó sẽ hoàn hảo hơn những chiếc xe ga khác. Lý do là vì sao? Tại vì khi mà những chiếc xe tay ga, chúng ta biết là động cơ nó đặt phía sau, có nghĩa là trọng lượng nó đang dồn rất là nhiều ở phía sau, thì phần đầu nó sẽ nhẹ, mà phần đầu nó sẽ nhẹ thì có nghĩa nó sẽ ít ổn định. Thì kỹ sư bên Honda người ta sẽ đưa cái bình xăng vào cái phần vị trí thấp và nó ở ngay khúc gần phía trước ở phía dưới. Thì điều đó để làm chi? Để cho cái trọng lượng của chiếc xe nó sẽ được cân bằng hơn giữa trước và sau. Điều đó vì sao mà chúng ta chạy những chiếc xe mà có bình xăng mà đặt phía dưới á, phía trước á, thì đi cua hoặc là những cái gì đó nó sẽ có ổn định hơn. Còn nếu mà chiếc xe tay ga của mình mà cái động cơ nó đã nằm sau mà chúng ta thêm cái bình xăng ở phía đằng sau rồi mọi thứ nó dồn phía đằng sau thì nó sẽ mất cái cân bằng. Đó, đó chính là cái mà lợi nhất của cái kỹ sư Honda. Còn với mà cái những bạn nữ á, thì thật ra như này, hồi xưa bạn gái của anh ấy thì cũng mặc váy và cũng đã sử dụng chiếc xe của anh cũng cho mượn xài thử thường xuyên. Thì cái quan trọng đó chính là bạn gái thì chỉ cần ý tứ hơn tí xíu, rút kinh nghiệm hơn tí xíu, thì mỗi lần mà bước xuống xe thì bạn gái sẽ hơi xích người về sau và lấy giỏ hay gì đó che lại và bước ra. Thì chỉ cần mình có thể khắc phục bằng những cái cách đơn giản như thế thì những cái điểm yếu đó thì coi như là không còn yếu. Đó, chỉ nói chung là chỉ đối với phụ nữ mặc váy thì cái phần đó nó quá thấp so với cái lợi ích mà nó đem lại. Thì em nghĩ là với cái chia sẻ đó của anh Tuấn thì chị em sẽ có được một cái bí quyết leo lên và xuống xe rất là an toàn và tinh tế. Thì mình, anh em mình sẽ quay trở lại với cái câu hỏi đặt ra là về vấn đề mà cái xe này có đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu để mình lựa chọn mình mua sử dụng cho việc đi làm hoặc là đi học phía sau dịch. Thì không biết là thường thì anh Tuấn mua một chiếc xe mới thì anh Tuấn sẽ mua ở đâu anh? Dĩ nhiên anh sẽ ra hit Honda. Thì từ xưa tới giờ mà cái thói quen mua xe của anh là ra hit. Thì cơ bản á, thì hit Honda nào nó cũng sẽ có cái giá niêm yết giống như nhau, nhưng mà sẽ có một số hit thì sẽ có nhiều tặng phẩm hơn. Thì đối với khách hàng thì thật ra là tùy vào cái vị trí địa lý của mình, thì những cái hit nào gần nhà mà chúng ta có nhiều quà tặng hơn thì chúng ta có thể mua đó hơn. Có thể là sẽ tặng cho các bạn thêm những cái mà thay nhớt nhiều hơn, hay là những cái áo mưa phần quà, nói chung là có rất là nhiều phần quà tùy theo đại lý. Nhưng mà nói chung tất cả đều là chính hãng Honda, vậy nên chỗ nào tặng quà nhiều á thì mình sẽ đi mua chỗ đó. Thì chính hãng là ngon nhất, tại vì mọi thứ mình chỉ cần vào đó xe họ đã quen thuộc, một đội ngũ kỹ thuật viên nó đã quen với chiếc xe rồi, thì mình mua chính hãng được bảo hành ở chính hãng là quá tuyệt vời, không còn gì để chơi. Ngoài ra thì em thấy cái Honda bây giờ họ có một cái ứng dụng gọi là cái app cũng khá là hay đó anh. Đó là cái app My Honda Love. Thì dạ, ở trong app này thì mọi người có thể kiểm tra được thời gian bảo hành, kiểm tra được nhắc nhở bảo dưỡng, có cả là mình có thể đăng ký chạy thử xe luôn. Cái hay của cái My Honda app này á, theo như anh thấy đó là hiện giờ chúng ta đang là cái thời đại số, thì chúng ta có rất là nhiều công việc, nói thẳng luôn là rất là nhiều công việc, và để mà phải lúc nào và hỏi giống như hồi xưa anh phải ghi giấy ra chạy bao nhiêu ngàn tới bao nhiêu ngàn thay nhớt rồi, ôi trời ơi làm gì mà còn nhớ được, đa phần là anh sẽ bị miss, là bị lỡ nó luôn. Vì thế nên khi mà sử dụng cái app này thì nó sẽ giống như là một cái kiểu như là chuông báo thức mà mình đặt tự động á, thì mình chỉ cần là đưa cái thông tin của xe mình vào là mình sẽ biết ngay là à, tới lúc này là phải như thế nào, tới lúc kia phải như thế nào. Tại vì giống như bây giờ mà ra hãng mua thì mình sẽ được tặng những cái mà gọi là kiểm tra định kỳ miễn phí, thì trong cái thời gian đó thì mình cứ nhớ là theo đúng mốc thời gian mà để có thể được cập nhật thông tin và có thể được bảo dưỡng miễn phí rồi thử xe các kiểu. Còn đà điểu chỉ cần đăng ký qua app thôi nó cũng đỡ, chúng ta chỉ việc ở nhà book mọi thông tin khai hết, và có khi nó lại còn hay trong cái mùa dịch này. Thì em mong là những cái thông tin này sẽ hữu ích đến với những bạn, những anh em mà đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe Everest 2021. Riêng với bản thân em thì em cảm thấy đây là một chiếc xe rất đáng tiền để mình mua, để mình sử dụng đi học hoặc đi làm hoặc là đi chơi, tất cả các mục đích, và phù hợp được với tất cả các lứa tuổi luôn. Về cái giá thành của xe thì em thấy nó cũng là phù hợp, bởi vì những cái trang bị và những tính năng trên xe Everest 2021 này gần như là nó tiệm cận được với cái phân khúc đàn anh phía trên. Vậy thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ khép lại video này ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của Sang cũng như anh Tuấn về mẫu xe Everest 2021. Rồi, ok Sang. Chúc Sang là ở nhà mạnh khỏe nha, và chúc mọi người xem video cũng thật là mạnh khỏe và giữ an toàn cho chính mình.
chào mọi người, chào Sang. Dạ, bye bye anh. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Mọi người có thể truy cập vào đường link honda.com.vn để tìm hiểu thêm về các mẫu xe, màu xe và thông tin chi tiết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.